đăng 1 phút này 16.699 người xem này. Dạ, đừng có mà bốc phét. Mẹ ơi. Dạ Trần. Dạ Trần lại tặng kem xem rồi. Mày ơi, mày quên anh rồi, không em đăng anh luôn. Đăng anh có chụp em cái nào đâu mà em đăng anh. Mày phải đăng mà chụp chứ. Nhanh lên, đăng đi mà mọi người. Nãy giờ em đăng 3-4 cái rồi. Thì thôi, không cần. Anh đăng với Tấn là phải mất tiền. Mọi người ạ, mọi người ạ, mọi người ơi, lên 8.000 số đẹp để mình còn chụp ảnh cái. 8.000 để mình còn selfie. Mọi người ơi, 8.000 đi để mình còn selfie. Ờ, như nào rồi? Bảy phẩy 9k người coi rồi á. Ui 79 rồi, biển số xe của mình. Đã bắt đầu sơ là các màn hình. Đấy. Đấy tí lại được lên story. Mình nói thẳng luôn là mình không livestream thì thôi, mà mình livestream thằng Tấn thì chỉ có 2.000 thôi, mình live 7.9.000. Nó phải khác đi đúng không mọi người? Buồn quá. Ôi ôi anh gì đây xuất đầu tiên này. Ôi ôi. Hả? Cái gì? Vẫn bắt thì xiết gì đầu tiên. Thế. Nào mọi người ơi, xem nào. Đây là khu Hà Thành nhá, có quả tóc Mohican chéo. Anh để em đeo kính cho anh em, tay anh chụp hình bắt em. Ok. Đeo kính đi. Về nhờ tay xóa ảnh đi em ạ, Phương Anh. Kaka. Xóa cái không có cái app luôn. Đấy, sơ hở là chụp màn hình. Hai cái nhỉ. Một cái anh riêng, một cái của em anh. Ôi giời ơi, hai nó chuẩn bị cả kính cho mình luôn mọi người ạ. Ui xời ơi. Ê. Đây. Của anh. Đâu? Của anh. Anh đưa của anh đi, em thả anh nhanh thôi. Đâu? Đâu? Mấy anh em đã... Ui giời ơi. Ui xời ơi. Đẹp dài thế nhỉ, cảm ơn em Hà Thành nhá. 8.000 rồi mọi người ạ. Nhưng mà vẫn không bằng kỷ lục của mình là 14.000. Kỷ lục của mình 14.000, hôm nay phải vượt qua mức 14.000 đi. Ôi, Phương Anh này. Vẫn chưa không biết lên được 1k follow chưa ta. Cười thôi. Không. Hả? mọi người ơi, nhanh. Mọi người ơi, follow bọn Phương Anh Vũ nào. 742, bây giờ mới được 742.